Ulsan Hyundai là một đội bóng danh tiếng tại Hàn Quốc. Họ vừa giành FA Cup và đứng thứ tư tại K-League. Đây là đội bóng đại diện điển hình cho bóng đá Hàn Quốc và tôi nghĩ trận đấu ngày mai, các học trò của tôi sẽ biết được cách người Hàn Quốc chơi bóng như thế nào. Điều này giúp ích cho họ rất nhiều khi vòng chung kết U23 châu Á chúng ta nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc. Tháng 7 vừa qua tôi từng thi đấu với U22 Việt Nam trong màu áo các ngôi sao K-League. Tôi rất vui khi một lần nữa được gặp lại đội bóng này. Toàn đội sẽ thi đấu hết sức với quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi rất vinh dự khi được mời sang đây đá giao hữu. U23 Việt Nam là một đội bóng tiềm năng. Tôi cũng từng tìm hiểu về đội bóng của các bạn. Tôi cũng rất hãnh diện khi huấn luyện viên của các bạn là người Hàn Quốc. Trận đấu ngày mai sẽ rất hấp dẫn và chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi rất vinh dự khi được mời sang đây đá giao hữu. U23 Việt Nam là một đội bóng tiềm năng. Tôi cũng đã tìm hiểu về đội bóng của các bạn. Tôi cũng rất hãnh diện khi huấn luyện viên của các bạn là người Hàn Quốc, đồng hương của tôi. Trận đấu ngày mai sẽ rất hấp dẫn và chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau.